du khách phương xa du lịch California xin mời ghé thăm kính viếng tượng Đức Mẹ Maria ngay bãi biển Long Beach của miền Nam California. Thánh tượng Đức Mẹ Maria ở bên ngoài khuôn viên của Thiền viện Phật giáo Long Beach, trường D Thánh Tự. Tượng Đức Mẹ nổi tiếng rất linh thiêng, rất nhiều người đã đến đây kính viếng và đã xin được nhiều ơn lành. Được biết, tại đây có hai bức tượng Đức Mẹ Maria màu trắng đứng đầu lưng với nhau, cách nhau bởi một bức tường của một thiền viện Phật giáo. Đức Mẹ ở bên ngoài khuôn viên thiền viện nhìn ra biển Long Beach, Thái Bình Dương, hàng ngày có rất nhiều du khách đến kính viếng cầu nguyện. Tượng Mẹ Maria thứ hai nằm sau lưng bức tường bên trong thiền viện, hướng vào vườn thiền viện. Phía trên có một mái che nhỏ thật xinh xắn. Du khách không được vào kính viếng tượng Mẹ Maria này vì nằm bên trong khuôn viên của thiền viện. Được biết, lúc trước, nơi đây chính là một nữ tu viện dòng Camelo Công giáo thuộc giáo phận Los Angeles. Sau đó, nhà dòng đã bán nhà đất này cho chùa Phật giáo Đài Loan. Nhưng trong hợp đồng mua bán đó, có một điều khoản là không được bỏ hai bức tượng Đức Mẹ Maria này đi. Nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách đến viếng thăm, chiêm bái, cầu nguyện Đức Mẹ Maria linh thiêng và trở thành một địa điểm nổi tiếng trong lĩnh vực tâm linh và du lịch. Quý vị có thể thăm viếng Đức Mẹ ở bên ngoài thiền viện bất cứ lúc nào qua địa chỉ 3361 East Ocean Boulevard, Long Beach, California 90803, ngay góc đường Redondo và East Ocean Boulevard.